Nhưng mà tôi thấy rõ ràng bây giờ những là 90 mấy ca bệnh đó thì cái này tôi thấy là khủng khiếp quý vị. Thì bây giờ hôm nay mình nói đó, bên đây Đức Thầy chúng tôi có nói đó là coi như là nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai, nẻo thạnh si như thể tên bay, đường dinh dục giữa mai một lát. Tức là hôm nay mình phải nói là coi như tất cả những cái chuyện mà cái thời tiết mà bây giờ đó là nó bất thường lắm quý vị, nó thay đổi chứ không phải như hồi xưa nữa. Bây giờ quý vị thấy không, nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, bây giờ nó đổi hết. Bây giờ hồi xưa đó thì có 4 mùa xuân hạ thu đông, mà bây giờ nó không còn xuân hạ thu đông nữa quý vị. Bây giờ chỉ còn có 2 mùa nữa thôi, mùa mưa và mùa nắng thôi. Bây giờ cái sự lạnh lẽo thì nó không còn nữa. Quý vị thấy không, hồi xưa đó là quý vị thấy là tháng 9 tháng 10 quý vị ra là quý vị đốt đúng ung rồi. Cách đây chừng khoảng, theo tôi biết chừng khoảng 40 năm trở về trước đó ha, là bây giờ nó lớn tuổi mà nói mấy ông già cả tháng 7 tháng 8 thôi, kể lúc đó đi ăn bánh men nhiều lắm đó quý vị. Lúc đó nó lạnh là phải, nó lạnh là chết luôn chứ không phải là lạnh thường đâu. Nhưng mà bây giờ nó không còn nữa. Nhưng mà tôi thấy là cách đây thì thời gian nó không bao lâu, nhất là trong năm nay đó. Cái câu mà thầy nói là mèo lui rồng tới, ba dây dẫn thế giới chiến tranh khắp nô bụng. Bây giờ như vậy là coi như thiên tai và dịch bệnh, mà trong đó chiến tranh, và trong đó là hôm nay tất cả như em mới có vừa hỏi đó. Bây giờ như vậy là trong năm thìn năm nay mà tại sao mà thấy nó nhiều quá rồi. Tất cả những cái gì mà thiên tai, lũ lụt, chiến tranh. Thôi bây giờ trước hết thì tôi sẽ nói là cái chuyện mà lũ lụt trước đi. Chứ bây giờ còn cái vụ chiến tranh thì chúng tôi quý vị sẽ đợi trong cùng phim này. Thì tôi sẽ nói cái vụ chiến tranh cho quý vị nghe. Chiến tranh bữa nay là thấy nó khủng khiếp lắm quý vị, chứ không phải như một lần nha. Bữa nay nó khủng khiếp lắm. Bữa nay tôi sẽ nói qua là Triều Tiên và Hàn Quốc. Và trong khi đó là Triều Tiên như vậy là có kéo quân qua của Nga không, hay là hoặc là những hạt nhân này kia nọ hôm nay đã có hay không. Thì hôm nay chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một đoạn đó. Còn bây giờ hôm nay chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe trước là cái thiên tai và lũ lụt. Thành thử ra bây giờ hôm nay là cái cuộc mà cái bão Trà My này bây giờ nó sắp vô Biển Đông của chúng ta đó quý vị. Nó sắp vô Biển Đông chúng ta thì bây giờ nó đổ qua Việt Nam của chúng ta. Thì Biển Đông bây giờ nhất là cái đảo Hoàng Sa thì bây giờ vô Biển Đông của chúng ta rồi, đó là nó vô Việt Nam chúng ta. Thì bây giờ đó bà con, thì đây là cái dự báo thì bây giờ quý vị sẽ chuẩn bị. Nhất là thường quý vị thấy không, và bây giờ như vậy là thường những cái cơn bão nào, nhất là cái cơn bão cuối năm thì mấy cơn bão nó khủng khiếp lắm quý vị. Nhưng mà chưa có năm nào là như năm nay. Bởi vì cái câu mà Đức Thầy bên đây cũng có nói đó, cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển xứ Hà Tiên Linh Hiển Cơ Quan đó. Thì hôm nay nhất là cái cuối năm thìn này, quý vị thấy không? Bây giờ như vậy là thiên tai lũ lụt bây giờ nó phải nói là gặp một cái là dữ dằn lắm quý vị. Nhất là cái thiên tai. Thì bây giờ năm nay đó quý vị đó thấy cái thiên tai năm nay đó, thì quý vị thấy rõ ràng rồi đó là tất cả là hết một cơn bão số 4 và một cơn bão số 5. Và trong một cái cơn bão mà sắp tới đây, cái cơn bão Trà My này đó là sắp là đổ bộ vô miền Nam của chúng ta. Thì hôm nay mình chuẩn bị là coi đó, nhưng mà nó có cái gì này quý vị. Thì nói qua đó là cái sự là cái ngũ hành, thì đó là cái sự là thiên nhiên lực của trời, nó là dĩ nhiên vậy thôi. Đó mà bây giờ đó là thầy nói là ngũ hình cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh, tức là kim mộc thủy hỏa thổ, tức là cái gì cũng không do trời định quý vị. Nếu mà bây giờ tạo hóa, ví dụ như vậy, giả sử như cái gì nó tạo hóa thì nó giả đó chuyện bình thường thôi. Nhưng mà nói về cái chuyện mà lực thiên nhiên, mà lực của trời rồi đó, mà quý vị thấy không, tất cả cũng như bây giờ nói về cái chuyện mà lực của trời thì không thể nào tránh khỏi. Một là bây giờ như vậy là bão tố, phải không? Đó, những cái gió sấy này kia nọ, hay hoặc là những cái cơn lụt, hay hoặc là những cái động đất. Quý vị thấy cũng như là cái dạng mà động đất, như bây giờ động đất là quý vị thấy hồi thời gian qua năm rồi đó là ở giờ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đó. Thổ Nhĩ Kỳ quý vị thấy không, ngủ một đêm thôi là chỉ cần làm một rầm một cái là trăm cầm dầm tích tắc chưa được là một phút nữa quý vị. Thì bây giờ quý vị thấy không, chết là 50 mấy ngàn người, và đồng thời sập đổ trên qua Syria một cái đường đất có thể là quý vị thấy không, là coi như là phải nói là mấy trăm cây số. Quý vị thấy không, cái trời mà định rồi thì chúng ta cũng không khỏi đâu quý vị. Đó, ngủ một đêm thức dậy đó là có thể chúng ta chưa biết được ngày mai đâu. Thì tại ra hôm nay cái này hỏi là em hỏi đó, thì hôm nay tôi sẽ nói. Thì bây giờ hôm nay trước hết thì chúng ta cái gì quý vị, chúng ta ráng mà tu, tu kiếp nếu không cái trễ chừng tối đầu khó kiếm điện phụng. Đây là những cái lời Đức Thầy đã tiên tri hồi trước bây giờ, nó không có sai chỗ nào đâu quý vị. Mà bây giờ hôm nay nó cũng là như thế gì thôi. Nó bây giờ cái vụ thiên tai lưu lụt có thể bây giờ đó là coi như trong cái cuối năm nay đó. Bây giờ quý vị hôm nay là tháng này tháng mấy rồi? Bây giờ phải tháng này bước qua tháng 10 rồi phải không quý vị? Bây giờ bước qua tháng 10, tháng 11, tháng Chạp còn 2 tháng nữa, quý vị thấy nó càng ngày nó càng là phải nói là khủng khiếp lắm quý vị. Thôi bây giờ tôi nói qua cái thiên tai lũ lụt và quý vị thấy cơn bão thì chúng ta nên tránh. Thì cái vụ thiên tai trời đất thì bây giờ cũng không ai tránh khỏi vụ này đâu quý vị, nó tới thì nó sẽ tới nha. Thì hồi nãy tôi có nói nhìn của thế đổi thai máy gắt máy thiên cơ thì mỗi phút mỗi thai á, chứ không phải đó là thầy nói chinh chinh bốn xế gì tay đối nhìn trần thế sát thay ê hề. Thành thử ra bây giờ nó không phải là cái vụ thiên tai không mà nó còn phải chiến tranh nữa. Bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ hôm nay tôi bật mí cho quý vị một chút xíu nha. Bây giờ hôm nay bật mí nha. Tôi hồi trước giờ thì tôi không nói chuyện là thiên cơ tiên tri. Bữa nay tôi thiên cơ tiên tri cho quý vị nghe một chút xíu này thôi. Tôi bật mí quý vị nha. Quý vị bây giờ đã thấy là một bên mà cái khối mà của bên Mỹ bây giờ ứng cử, hiện tại ứng cử bây giờ rầm rộ trên cả thế giới. Bây giờ quý vị thấy không có tổng thống nào mà hơn tổng thống của Mỹ. Tức là 193 nước, còn nước nhỏ nước lớn là 225 nước. Mà quý vị thấy bây giờ không? Là bây giờ là nói đất nước Mỹ mà nói ứng cử tổng thống Mỹ năm 46 rồi đó. Quý vị hồi đó giờ mà nghe nói là nói ứng cử ở đâu thì ít ai chú ý. Mà nói ứng cử tổng thống của Mỹ thì ai cũng chú ý hết. Mà nhưng mà trận này mới là quan trọng. Nếu bây giờ như vậy là trong một cái thời gian mà trước đây ông Trump á, ông Trump này đó, nếu mà theo tôi nghĩ cũng cho ổng là một vị vương nha quý vị. Cách đây là khoảng 4 năm thì ông là một tổng thống. Nhưng mà cuối cùng mà ông rớt tổng thống rồi á, thì cái rơ bên dân chủ lên á, thì đây là rơ ông Biden lên á, thì thời gian như vậy là hai còn tranh chấp với nhau một cái dữ dằn quý vị. Thì bây giờ rơ bên ông Trump nói là rơ ông Joe Biden bên đây á, thì nói là coi như này là trên báo đài, trên đài báo nha quý vị, thì nói là rơ ông Biden á, thì gian lận dụng phiếu, thấy không? Đó thì bây giờ hai bên tranh chấp với nhau mà để so mà đấu khẩu với nhau. Quý vị thấy trên đài đấu khẩu với nhau, bên nào để đặng nói rồi cái thằng phải bên nào không à. Nhưng mà bây giờ như vậy đó là bây giờ quý vị thấy một ngày nào mà nếu mà ông rơi lâm chum này mà nếu mà ông thắng cử rồi cái giờ bên dân chủ là thấy sao quý vị? Rồi bây giờ bên dân chủ mà nếu thắng cử thì hồi đó giờ thì ông rơi bên chum ông nói vậy là theo nghĩ sao? Mà quý vị thấy hồi đó giờ có khi nào mà 45 của tổng thống mà có khi nào mà có dám ai mà kéo biểu tình mà lên tới Nhà Trắng mà kéo mà leo lên mà kéo biểu tình không quý vị? Không có. Nhưng mà chặng này mà ông rơ lum chum mà ông lên mà ông nói chuyện trên đài đó. Mà bây giờ như vậy là ra mắt khán giả đó, chúng như ra mắt cả nhân dân đó, mà bị là 2 lần mà bị bắn xẻ không? Đó, nhưng mà quý vị thấy không? Ông này là ông một vị vương à. Nhưng mà lần thứ 3 cũng ám sát nha ổng. Nhưng mà lần thứ 3 bị bắt được, quý vị thấy không? Cái này hai bên bây giờ quý vị thấy là khủng khiếp. Tôi nói là nội có cái là nội ứng cử thôi. Thì thôi bây giờ qua cái chuyện đó cũng nói sơ qua chuyện đó. Thì bây giờ đó là tôi mới nói qua bây giờ hiện tại là trong cái sự chiến tranh. Bây giờ chiến tranh bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ hiện tại thì cách đây là tôi còn nhớ là ngày 24 tháng 2 2022 thì bây giờ như vậy là coi như Nga là kéo quân qua vào Ukraine đó quý vị, 120.000 quân bao Ukraine hết. Thì coi như vậy là ông Putin này ổng định đó, thì coi như là quánh trong vòng là một tuần lễ gì thôi là sẽ lấy Ukraine. Nhưng mà quý vị thấy không, Đức Thầy có nói rồi, tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu bởi chuyển xây trái đất một bầu đó. Bây giờ như vậy là không phải mình quyết định mình muốn được đâu. Bây giờ dù ông là một vị vương gì, ông cũng là phàm thôi. Nhưng mà do là trời đất. Nhưng mà cuối cùng quý vị thấy không, trong một tuần lễ quánh không được. Mà năm nay là gần 3 năm rồi. Mà bây giờ quý vị thấy hai bên chết một cái khủng khiếp luôn. Thì bây giờ như vậy là bây giờ hai bên chết khủng khiếp rồi. Bây giờ sao quý vị? Bây giờ chết như vậy là bây giờ như vậy là coi như bây giờ đó là, nếu mà bây giờ thấy là hai bên mà bây giờ đó là cái câu mà bên đây thầy nói cọp với beo tranh đua quay dũng, thấy nó mình cũng lẫn trần thăng, kẻ tám lạ người nửa căng chung quy rồi cũng rỡ thăng tiêu hồ. Mà bây giờ quý vị thấy không, hai bên bây giờ có ai là thắng ai thua ai quý vị? Bây giờ không ai thắng ai mà không thua ai. Rồi bây giờ phải làm sao đây? Thì bây giờ như vậy là ông Hamas này nè, ông mới quyết định là ông quánh Israel đặng cho đứng lại là cái cuộc hòa bình này để thảo thuận. Ở đây thì cũng đài nói nha quý vị. Cuối cùng như vậy là nửa đêm ông Hamas tôi á, Ông bắn qua như vậy là nửa đêm nó bắn qua chết mười mấy ngàn người bên XCM, rồi đã bị thương mười mấy ngàn người. Rồi như vậy bây giờ XCM là sao quý vị? XCM bây giờ đổ bộ quánh qua Hamas, mà bây giờ như vậy đó biết không? Quý vị biết không, Hamas bây giờ như vậy là chết, tướng của Hamas không bao giờ chết là 6-7 tướng rồi quý vị. Mà quý vị hồi đó giờ, hồi xưa tới giờ quý vị thấy có khi nào chiến tranh mà chết một ông tướng là hai ông tướng là dữ lắm rồi. Mà bây giờ đất nước của Hamas thì bây giờ như vậy là chết 6-7 ông tướng. Mà bây giờ tôi có nghe trên đài, trên báo rõ ràng quý vị. Thì bây giờ có thể là Israel nó sẽ diệt Hamas luôn, nó sẽ diệt Hamas. Rồi bây giờ cái này mới rùng rợn nè, cái này rùng rợn nha quý vị. Thì xin lỗi quý vị, thì hôm nay tại sao nói mấy ông đạo mà ông lên nói chiến tranh này quá này kia nọ. Nếu mà có thời sự thì mới có là chiến tranh, có chiến tranh rồi có thời sự mới có thời cuộc mới có chiến tranh, chiến tranh mới có hủy diệt nha quý vị. Thí dụ như là Thượng Quân, Trung Quân cái đời Mạt Pháp, nếu mà cái đời Thượng Quân qua cái đời Trung Quân rồi cái đời Mạt Pháp này nếu không có chiến tranh, không có lũ lụt, không có thiên tai làm sao gọi là cái đời Mạt Pháp được, phải không? Thí dụ giả sử như bây giờ chứng minh rõ ràng là tất cả chứng minh mà trời Phật cũng có nói, những cái vị thần thánh đó, các ngài cũng có nói. Coi như là đệ nhất thế chiến nè, đệ nhị thế chiến nè, đệ tam thế chiến nè, quý vị thấy không? Đức Thầy bên đây cũng có nói rằng tiên tri đệ tam thế chiến, đệ nhị thế chiến, quý vị không? Mèo kêu ba tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chủng dê, con ngựa lại đái con dê, khắp trăm trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia mới lại xá xào, canh phia gà gáy máu đào mới ngưng. Quý vị thấy không? Đức Thầy tiên tri một cái rất đúng. Thì như vậy là vào là bắt đầu là khởi hành, là bắt đầu là cái thằng Nhật đó, nó quánh là nó khởi hành 1939, bắt đầu nó quánh cả muốn lấy Đông Dương, đó là Nhật nó ký. Nhưng mà sau năm 1945 rồi đó là bắt đầu đó là Mỹ nó phản công, nó bỏ hai trái bom nguyên tử, là một là đảo Nagasaki và đảo Hiroshima. Quý vị thông Nhật là đầu hàng hết, tức là thầy đã tiên tri đi ra. Nhưng mà đó là nói đệ nhất thế chiến là 1914, đệ nhị thế chiến là 1945. Còn đệ tam thế chiến thì cô chưa biết chừng nào xảy ra nha quý vị. Nếu mà hai bên mà cái này mà Liên Hiệp Quốc mà hai bên mà dằn xếp không được thì cái này có thể xảy ra là đệ tam thế chiến quý vị. Bây giờ đệ tam thế chiến là sao? Quý vị thấy không? Bây giờ hiện tại là bây giờ Israel đó, bây giờ nó quánh qua Hamas rồi xong xuôi đàng hoàng hết trơn. Bây giờ nó chuẩn bị bắt đầu nó quánh những cái lò hạt nhân của Iran. Mà tại sao quánh lò hạt nhân của Iran? Là tại vì bây giờ bên một cái khối, bên cái khối mà cái khối bên Mỹ và cái khối bên Trung Nghĩa bên đây hồi trước tới giờ đó thì nó muốn là diệt cái lò hạt nhân của Iran, nhưng bây giờ nó không có làm sao mà làm được cái tính cái kế gì mà diệt. Thì hôm nay sẵn cái cơ hội này quý vị, đây là này trên báo, trên đài, trên báo là nói nha quý vị, tôi nhìn theo tôi nói theo nha. Thì thành thử ra hôm nay cơ hội này bây giờ nó có thể là nó sẽ hủy diệt cái lò hạt nhân. Mà bây giờ quý vị biết không, cái lò hạt nhân bây giờ nó nằm dưới lòng đất là mấy chục thước, nó nằm dưới lòng đất á. Mà bây giờ như vậy là Israel bây giờ tôi thấy bây giờ nó quyết định nó sẽ là quánh một cái lò hạt nhân của Iran. Mà bây giờ quý vị biết không, cái lò hạt nhân của Iran mà bây giờ quyết định mà quánh cái lò hạt nhân của Iran rồi đó thì bây giờ Iran đâu có chịu thua quý vị, thấy không? Mà bây giờ như vậy là coi như tất cả Hamas, Beirut và bây giờ hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ đó, tất cả các nước bây giờ do ai? Do quyết định của Iran, do quyết định của ông Nga. Mà bây giờ nếu mà như vậy mà nếu mà Iran á, nếu mà Israel mà nó quánh qua tới Iran rồi thì cái chuyện này nó lớn quý vị, chứ không có chuyện nhỏ đâu. Đây là tôi nói thật quý vị coi đi, nếu mà hôm nay Israel mà nó quánh qua là cái thằng Iran nữa là cái việc này nó đã tới chuyện lớn. Thì đây là tôi nói quý vị nghe, em có hỏi là cuối năm Thìn là như thế nào. Thì năm nay năm Thìn nó nhiều cái chỗ lắm. Mèo lui rồng tới ba di dẫn, thế giới chiến tranh khắp nổ bùng, hay là mèo rồng cao thấp chơi cùng giỡn, thế giới chiến tranh khắp nổ bùng. Đức Thầy đã tiên tri trong mèo này, nó cái năm Thìn này nó nhiều cái chỗ năm Thìn lắm. Nhưng mà đây là tôi nói là sơ lược qua là cái chỗ đó là coi như đó là bên Đông Âu thôi nha quý vị. Rồi bây giờ từ Đông Âu rồi bây giờ nó sẽ đó xong xuôi đàng hoàng. Rồi bây giờ bắt đầu quý vị thấy rầm rộ châu Á của chúng ta không? Tức là châu Á, tức là mình nói là Trung Quốc, Đài Loan nó gọi là châu Á. Còn hôm nay đó là như thí dụ giả sử như Triều Tiên, Hàn Quốc. Còn hôm nay mình ở đây là thuộc Đông Nam Á. Mà bây giờ quý vị thấy chiến rồi không? Đó, chiến rồi bây giờ như vậy là Trung Quốc nó kéo rầm rộ rồi, nó bao vây cái Đài Loan mà để mà nó tập trận á, quý vị thấy không? Bây giờ như vậy là lúc nào đó là coi như Đài Loan cũng là cảnh giác hết quý vị. Đài Loan lúc nào cũng cảnh giác. Thì bây giờ như vậy đó là nếu mà hai bên mà nhịn không được thì nó sẽ nổ ra cái châu Á này. Mà cái châu Á này quý vị biết không, thì bây giờ hiện tại đó là Đức Thầy cũng có tiên tri đó: Tần ban hậu hạng tiêu du đạm Nam Quốc Lương Giang Chiến Yên Sa phồn qua đô hội Lưu Du Nhiếp Di Đảng Ngọc Trang Cấp Ba Ha. Thì bây giờ quý vị biết không, bây giờ như vậy đó là coi như nếu mà tới một giờ, nếu châu Á mình mà nếu mà dằn xếp không được đấy ha, nếu mà dằn xếp không được thì châu Á mình sẽ bùng nổ. Bị bây giờ quý vị thấy không, trên đài bây giờ hiện tại là như Triều Tiên đó, bây giờ thấy không? Bây giờ tôi nghe thôi nha, bây giờ nó chưa chính xác nha, trên đài nó nói bây giờ Triều Tiên đưa qua mười mấy ngàn quân đưa qua Nga. Thì bây giờ cái này là tôi cũng chưa biết là cái chuyện đó có thật hay không á, gì cái này trên đài nói nha. Thành thử cái câu mà Tần ban hậu hạng tiêu du động Nam Quốc Lương Giang Chiến Yên Sa phồn qua đô hội Lưu Du Nhiếp Di Đảng Ngọc Trang Cấp Ba Ha. Nếu mà hôm nay mà cái ở ngoài mà nếu mà cái chiến tranh như vậy mà nếu mà qua tới châu Á của chúng ta thì hôm nay là cái chuyện của nó là phải nói là dữ dằn, chứ không có chuyện này không có im đâu quý vị. Bị bây giờ quý vị thấy hiện tại không, bây giờ Triều Tiên đó, giờ với Hàn Quốc bây giờ nó cho nổ một cái trái bom mà cái đứt cái đường mà không còn quan hệ với Hàn Quốc, cái đường xe lửa quý vị thấy, coi TV quý vị thấy biết rồi đó. Thì bây giờ như vậy là coi như bây giờ như vậy đó, tức là bây giờ hôm nay nó đã ra mặt hết rồi quý vị. Hồi xưa tới giờ cách năm nay là 70-80 năm thì không ra mặt, hôm nay thì đã ra mặt, bên nào nó ra mặt bên đấy hết trơn á, bên nào nó binh theo bên đấy hết trơn á. Bây giờ thấy quý vị thấy không, nếu bây giờ cái cuộc này dừng lại ai thua, bây giờ ai thua đây? Nếu bên đây thua thì hôm nay anh phải, nếu mà anh chịu thiệt thòi, ví dụ anh Nga bây giờ đánh Ukraine, nếu mà hôm nay mà anh Nga mà anh rút quân về thì anh đã thua ra, anh phải chịu đền nổi chiến tranh. Mà nếu mà 3 năm nay mà nếu mà chiến tranh bây giờ đâu phải như hồi xưa quý vị. Bây giờ chiến tranh bây giờ một ngày thôi bằng hồi đó 1 năm, phải không? Một ngày thôi bằng hồi đó 1 năm. Bây giờ tính ra bây giờ nếu trên đài quý vị thấy không, bây giờ hai bên là nói là mấy ngàn chiếc xe tăng đó, rồi bây giờ nó cháy mấy ngàn chiếc xe tăng, rồi lớp máy bay. Mà nói về cái chuyện người ta chết thì nói cái chết thì bây giờ thì thực tế cái chết thì bây giờ đó là mình thấy là cái trên đài đó thì không ai kêu là tuyên bố là cái chuyện chết, hai bên không ai suy chết. Nhưng bây giờ quý vị thấy không, bây giờ tất cả như Hamas, Israel, rồi bây giờ Urana rồi những cái nọ, quý vị thấy không, nhà cửa phải nói là tan tành hết. Mà Đức Thầy có nói một câu nói đó rõ ràng đúng vậy: khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chất chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Thì kính thưa chư quý vị, tại sao hôm nay mà tôi lên tôi nói chiến tranh nhiều quá quý vị? Thì bây giờ hôm nay cái thời cuộc này là cái thời cuộc chiến tranh, là cái đời mà Pháp này. Thì hôm nay đó mà Đức Thầy có nói rõ ràng một câu đó quý vị: tu kiếp kiếp nếu không kẻo trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên phục. Thì hôm nay là tại vì quý vị cái thời này và quý vị mà không tu được ha thì nó đúng ra nó uổng lắm quý vị. Nhưng mà quay đầu là bờ nghe quý vị, tu còn kịp chứ không có không phải là không kịp đâu ha. Bây giờ quý vị ráng, cũng như bây giờ như vậy đó là đây là tôi nói mí nha, cái này tùy theo quý vị nha. Bây giờ có thể mình ăn tương được là tốt quý vị. Cũng như quý vị thấy không, hồi đó mà Mỹ mà bỏ 2 cái bom mà của bên Nhật đó là đảo Nagasaki rồi Hiroshima đó, là bỏ 2 cái bom đó đó, quý vị thấy không, là chết 100 mấy chục ngàn người. Nhưng mà các khoa học mà coi như là chứng minh rõ ràng, tất cả những nhà sư mà ăn tàu hũ này kia nọ, ăn đậu nành chắc đi con đó quý vị, rồi trong đó rồi những cái con khỉ mà ăn trái cây như vậy là không có con nào chết chứ, thấy không, ta chứng minh cho đó. Quý vị mà ăn tương ăn chay được 5-3 năm thôi thì có thể là sau này có thể chống được một cái khí độc. Ví dụ giả sử bên Đông Âu mà nó có mà 1-2 cái bom hạt nhân mà nó nổ lên đi thì bây giờ bên đây mình cũng chống được khí độc đó quý vị. Thành thử ra hôm nay lên đây tôi nói bài pháp này là gì, tức là đây là quý vị thấy quan hỷ nha, để trao đổi Phật pháp với nhau thôi. Cái câu nói là nhân vô thập toàn, không ai là tránh khỏi những cái gì mà sơ sức. Thành thử ra tự cho đó đây là lên là khuyên cho quý vị để mà ăn chay, để niệm Phật, để mà tu hành theo giáo lý của Đức Phật và Đức Thầy. Mà Đức Thầy cũng có tiên tri đúng quý vị: hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng thuê thay mua ngàn, ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tìm ngàn khó mua. Thấy không quý vị, thấy không, hoàn cầu trái đất chuyển xây, tức là bây giờ nó xây chuyển hết chứ không phải như mua lần nữa. Hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng thuê thay mua ngàn, quý vị thấy không? Bây giờ quý vị thấy nó rõ ràng nó có chứ không phải không có. Quý vị thấy không, cái thời gian qua đó, bây giờ trên thế giới chúng ta là có thể là trên 8 tỷ người. Mà bây giờ quý vị thấy không, cái trận Covid-19 chiến rồi đó, quý vị thấy không, người ta chết mà còn muốn là phê khô nữa chứ không phải là chuyện gì đâu. Quý vị thấy không, chết giết mà đó là cái lò bên Ấn Độ đó là coi như thiêu, mà thiêu của bằng đó là thiêu của bằng phải nói là thiêu hết củi thiêu luôn. Rồi bây giờ như vậy là còn phải là đem là vô cao su mà còn phải phơi khô, thấy không? Quý vị thấy không, chỉ cần con Covid-19 thôi là quý vị thấy chết như vậy. Rồi bây giờ như vậy là coi như bây giờ năm nay là như là trong một năm nay, quý vị thấy không, nó đủ thứ ở trên á. Thiên tai, lũ lụt, nhất là trong đất nước Việt Nam của chúng ta hồi đó giờ quý vị thấy có khi nào mà thành phố Sài Gòn rồi tất cả đổ dài dài, Đồng Nai này kia nọ đó, rồi như Long An quý vị thấy có nước ngập không, mà năm nay là coi như nước là nó ngập linh binh hết. Rồi năm nay có cái chuyện xảy ra nó ngộ cái nha. Hồi đó quý vị thấy trên núi Ông Cấm có khi nào mà nước ngập không? Núi Ông Cấm mà nước ngập có chặng đó không? Nước ngập nó ngộ, năm nay nó nhiều cái nó ngộ lắm đó nha. Đó. Thử ra năm nay là quý vị thấy cơn là năm nay bão á, thì nó so với các năm thì nó bão nó không có nhiều như các năm. Năm nay thì cơn bão số 5 thôi, số 4, số 5 thôi, số 6 thôi, ít hơn. Mỗi năm nó có 20 cơn bão, mà lại năm nay bão cơn nào cơn ấy, phải nói quý vị thấy không, bão một cái khủng khiếp chứ không phải là như một lần đó. Thành thử ra trái đất mình bây giờ đó thì khoa học bây giờ cũng chứng minh bây giờ nó cũng rất là mỏng. Thành thử ra bây giờ như vậy là những cái khí đốt, là những cái chất mà khí đốt là cả trên thế giới chúng ta bây giờ nó trong lòng đất, quý vị thấy không. Hồi xưa thí dụ như giả sử như là thí dụ như Nga nè, Trung Quốc nè, Mỹ nè, Anh nè, thí dụ có 5-3 nước lấy dầu lên đi được đi. Còn bây giờ hiện tại 200 mấy chục nước, hầu như nước nào lấy cũng lên được hết. Mà nhất là Iran, Iraq, như Nga này kia nọ, mỗi một nước lấy mấy chục cái mỏ dầu. Rồi bây giờ hỏi quý vị đó, móc trong lòng đất mà cái chuyện móc ra cũng như là trong trái dừa mấy vị rút nước ra hết trơn rồi, nó bọng than trong chổng rồi, tại sao mà không thiên tai lũ lụt quý vị không? Thành thử ra là nhìn cuộc thế đổi thay, nó đổi thay hết trơn quý vị đó. Thành thử ra bây giờ hôm nay cùng phim này, tại sao tôi nói thiên tai là vì con cái là lũ lụt mà chiến tranh, thì quý vị cũng quan hỷ với tôi, nói là ông Đạo sao ông lên ông nói là tại sao thiên tai lũ lụt chiến tranh này kia nọ, ông không nói cho người ta tu. Thực tế ra bây giờ đó thì tôi cũng có nghe nhiều người bình luận quý vị, có nhiều người lên nói trời ơi tu đi ông ơi, ông tu, ông ráng ông tu, ông lo nói chiến tranh, ông lo nói thiên tai lũ lụt hoài này kia nọ. Bây giờ tôi nói thật quý vị, bây giờ mình tu được, mình nên mình được cái gì để quý vị, mình cũng nên nói cho người ta hiểu. Có số người ta không hiểu quý vị, nó đã tới cái bên rồi mà mình không hiểu đâu quý vị ơi. Ngủ một đêm thức dậy đó, chỉ cần một khắc là địa cầu rung rinh nghe quý vị, chứ không phải thấy vậy đâu nha. Ngủ một đêm thức dậy quý vị thấy không. Tôi kể cho mẫu chuyện này nha cho quý vị nghe nha, là đức thầy của tôi đó, đức thầy của chúng ta đó là tiên tri một cái là quý vị đó. Cái ngày mà ở ngày ở Sài Gòn quý vị nhớ không, ở đường Lê Phe đó. Nhưng mà có đại tử của đức thầy mà cái Lê Cu gì đó là tôi không quên tên ông đó. Thì đức thầy nói nè, 12 giờ này nè, ông sẽ nghe có một cái tiếng động ha, ông ráng tránh nha, 12 giờ này. Nhưng mà thì đại tử đức thầy thì lúc nào đức thầy nói cũng tin. Nhưng mà tới 11 giờ rồi quý vị, tới 11 giờ 59 phút rồi thì ông đại tử này ông nói rồi đức thầy mình chuyến này nói chắc là không có rồi, nói chuyến này chắc là không có rồi, cũng gật gạo mà không dám nói nha. Nhưng mà tới chừng mà như vậy là 11 giờ đến vậy là 59 phút rồi thì nói là thầy sao mà không có thấy gì trơn thầy, thì nói là đợi 12 giờ đi. Thiệt tình quý vị, trong 12 giờ tới đúng 12 giờ thì Nhật đó quý vị nhớ không, đạo chánh pháp 12 giờ là bắt đầu nó súng nổ rền vang ở Sài Gòn hết. Cái thời đó là kêu bằng gọi là Sài Gòn nha quý vị. Đó, thành thử ra cái chuyện mà thiên cơ ngủ một đêm thức dậy á, mình cũng không biết đâu quý vị, ngủ một đêm thức dậy. Thành thử ra đó là nói gì là vô thường, thấy không? Cái vô thường tức là vô là không, thường là không thường thấy. Có thể là mình ngủ một đêm thức dậy là có thể mình không biết là như thế nào đâu quý vị. Thành thử ra hôm nay nói quý vị nào mà nói là ông Đạo tại sao mà ông không lo tu ha, ông trả lời ông tu mà ông lo ở ngoài, ông nói chiến tranh, ông nói thời sự hoài. Bây giờ hiện tại quý vị thấy không, chiến tranh thời sự bây giờ rầm rộ là trên đài trên bọng là đã có nhiều lắm rồi. Nhưng mà hôm nay nhất là nói trong đạo chúng ta cho quý vị để trở lại chúng ta để mà tu quý vị. Chứ bây giờ mình có nhiều người đó thì bây giờ cũng còn á, là bây giờ cũng còn đời ao ước lắm. Tính là bây giờ hiện tại bây giờ vậy chứ là lo chuyện 100 năm, ngàn năm không à. Thấy không? Bây giờ còn đang xây cái nhà đó là cỡ là 5-10 tầng lầu, còn đi là đi xe sang này kia nọ. Nhưng mà quý vị thấy không? Tội nghiệp. Thôi bây giờ nói qua trở lại nhất là Việt Nam chúng ta, qua ở Urana, qua ở Israel, qua ở bên đó, đó là tất cả bây giờ quý vị thấy không? Bởi vì thầy nói là giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ, lo vợ chồng con cái. Tôi gặp nó thầy, tôi bật mí cho quý vị nha, một cái vậy nha, là mình tôi thấy là thấy thương hai vợ chồng này. Hai vợ chồng có một đứa con công kỹ qua bên bển nó làm á, kỳ đó hình như là qua bên Thổ Nhĩ Kỳ. Qua như vậy là coi như làm được mấy chục năm và dựng lên được một cái căn nhà. Lên được căn nhà, quý vị biết không? Lên một căn nhà như vậy là con cái này kia nọ sống hạnh phúc quý vị. Trong một đêm một thôi là động đất một cái, sập một cái là tiêu hết trơn luôn. Đó. Rồi bây giờ như vậy là chồng lại bây giờ là như vậy là chết. Rồi bây giờ là còn vợ con bị là mai sao vợ con không trong nhà, thấy không? Cha nọ bồng con vợ khóc hòa tan nát sớm liền khổ dữ ra, nhà không kẻ ở ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Bây giờ quý vị thấy không, thiên tai lũ lụt động đất thì cái nọ mình cũng chưa biết được ngày mai là như thế nào. Đó, thành thử ra hôm nay thì tôi nói trong cái cuồng phim này quý vị để mà chúng ta để mà lo mà tu tập để mà chúng ta để mà ráng quý vị ơi, ngày mai cũng chưa biết được ngày mai. Nhưng mà trong đó là hạnh phúc nhất là trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Đất nước Việt Nam của chúng ta bây giờ quý vị nha, có Phật nha. Thành thử ra đó là quý vị thấy không, là Đức Thầy có tiên tri rõ ràng á, là Tây Phương thật quá xa ngàn, thương xót năm kỳ trở lại An Giang. Hôm nay là đất nước An Giang chúng ta là có Phật có trời nha. Thành thử ra hôm nay đất nước Việt Nam của chúng ta là hạnh phúc nhất. Bây giờ quý vị thấy không, ở châu Âu, châu Á, Đông Âu rồi cái nọ, châu Á nó lộn xộn á, Âu Á lung tung giữa máu đào, bá tánh sai xưa mùi phú quý đó. Sau này sẽ dính cảnh đồ lao muốn lánh sớm nhà ta, bố thí chiều trai giữ giấy mà, Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thì chuyên trở lúc trăng qua. Quý vị thấy không, mà bây giờ thầy đó tiên tri nhiều chỗ lắm nghe quý vị. Đó là coi như thầy tiên tri có nhiều chỗ là quý vị biết là cái chỗ nào không, là cái chỗ mà thầy nói cuộc đời nay như ngựa buông cương khó dừng lại gió cu lục bịch, thấy không? Cái cuộc đời đây bây giờ quý vị thấy không, bây giờ như vậy là trong cái sự mà chiến tranh bây giờ quý vị thấy có dừng lại không? Theo mà tôi biết chính là tôi có coi thời sự đấy ha, là trong cái cuộc chiến tranh này khó dừng lại lắm quý vị. Bây giờ khó dừng lại, bây giờ con cái là do cái này là gì, do trời định thôi, do trời định. Chứ giờ tôi thấy bây giờ đó là hình như là hai bên, một bên là cái khối bên kia và một bên khối chủ nghĩa, thì hai bên bây giờ đang tranh chấp với nhau. Thì bây giờ quý vị thấy không, bây giờ là kể như là bây giờ không còn sợ Liên Hợp Quốc, không còn sợ gì nữa hết. Bây giờ cái này là do thiên, là trời đã định thôi. Thì hôm nay thì ý tôi thì muốn nói qua cái sự đó là cái việc chiến tranh và thiên tai. Rồi để có hỏi cái gì nữa thêm thì cái việc là để hỏi. Dạ thì chú hay thì có khán giả nói như thế này nè. Thì nó là cái câu là trời giông gió thì sái mùa sẽ tiết đó, nắng cùng mưa đã khác xưa rồi đó chú hay. Thì đông hạ thu thì nhồi quả Trần Giang, thì hôm nay mong chú hai giải cái đề này cho mọi người nghe chú hai. Thì cái câu mà hồi nãy thì tôi cũng có nói trải qua rồi, xuân hạ thu đông. Bây giờ cái thời tiết bây giờ đó là hồi nãy tôi có nói nó nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, thì cái cuộc bây giờ nó đã đổi thay hết rồi, phải không? Nhưng mà quan trọng nhất là bây giờ còn 2 tháng nữa, tức là tháng này là tháng 10, tháng 11, tháng Chạp, như còn 2 tháng nữa. Nhưng mà hồi xưa tới giờ nó không bao giờ là cái chuyện mà nói về cái tháng 10 này không bao giờ có bão tố, mà bây giờ nó ngặt lại cái tháng 10 này lại nó có bão tố, thấy không? Tháng 10 này lại nó có, năm nay này nó khác, đặc biệt nó khác chứ đó. Nhưng mà nó quan trọng nhất là trong cái cuối năm, nó quan trọng nhất là cái cuối năm. Thường cái cuối năm là cái mùa đông nữa ha, là nếu mà không bão thôi mà bão cái là rất là nguy hiểm. Cũng như hồi đó nhớ là cái trong cái cơn bão số 5 là trong cái đất nước Việt Nam chúng ta không, hồi đó là chết mấy ngàn người đó, quý vị thấy không? Nguy hiểm lắm. Nếu trời đất là thiên tai thì bây giờ nói về cái chuyện bão lụt thì coi như không tránh khỏi. Thì bây giờ hôm nay là để hỏi cái này, thì hồi nãy cái khúc đầu tôi cũng có đã nói rồi đó. Bây giờ để hỏi cái gì khác hơn cái khúc đầu hồi nãy tôi nói là thiên tai lũ lụt rồi đó. Dạ thì như theo chú hai thì năm nay là cái năm tâm linh á, thì cái nhân thì có cái quả. Thì nếu mà mọi người cố gắng làm như thế nào để bắt đầu mình vượt qua cái cơn bão trong cái năm nay là chú ha. Đó, cái này là câu này là những người là khán giả đang quan tâm. Thì bây giờ cái câu để hỏi qua đó thì Đức Thầy có nói là lực nhân quả thật là cao diễm, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay ha, vậy mới có ngày thông thả. Thì bây giờ lực nhân quả thật là cao diễm, tại vì bây giờ cái màn trời này nó đúng ra là đó là một cái sự là lực từng quần nó đã vậy rồi. Đó, hồi nãy tôi cũng có nói là cái chỗ đó là coi như là nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt. Thì bây giờ do là cái ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim là gì? Kim là vàng, tức là kim loại, thấy không? Thủy là gì? Thủy là nước, mộc là cây. Thủy tức là nước, kim, mộc, thủy, hỏa tức là lửa, thấy không? Thổ tức là đất. Thì bây giờ hôm nay là cái ngũ hành này, quý vị biết không, cái ngũ hành này mà trời mà đã định rồi thì chúng ta không có sức được ngay cái ngũ hành này. Thì bây giờ đúng ra thì cái lực nhân quả này đó nhìn cụ thế thì đổi thai quá gắt, máy thiên cơ thì mỗi mút mỗi thai, thì cái này là do cái lực nhân quả chúng ta, là do chúng ta hồi trước giờ chúng ta tạo. Nhưng mà nói thì thực tế là lực nhân quả là ở đâu quý vị? Thì bây giờ hôm nay em hỏi tôi mới nói, lực nhân quả thì có trước là tiền kiếp, sanh kiếp và hậu kiếp. Nếu hôm nay chúng ta trả lại là tại vì cái tiền kiếp của chúng ta hồi trước chúng ta tạo cái gì đó là do chúng ta, và hôm nay đó thì coi như đó là cái câu mà nói là bên kia, để tôi nói cái câu này nha. Thế trần tạm giả gạt đời ta, trên đời này không có gì thiệt hết quý vị. Nhưng mà trong cái màn trời đó là cái câu nói thường thường là 10 ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con, đó là bên Phật nói nha. Tức là bây giờ cái gì trái đất mình nó như vậy nó sẽ thay đổi. Bởi vậy cái bên mà cái ông thằng Tú ông có nói một câu nói đó, cái này là để tôi rõ là thăng tích chỗ này cho nó rõ nha. Thằng Tú là thăng thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phát thức, giặc sử giá chẳng ai. Ông nói cái ổng mà ổng cứng như cây bồ đề vậy đó, phải không? Nhưng mà ổng cứng như cây bồ đề, mà nếu cây bồ đề 2-3 ngàn năm thì cây bồ đề cũng chết. Nhớ cái cây bồ đề của bên Ấn Độ không? Bồ đề của Phật Thích Ca đó, thì bồ đề mà ổng chút mà ổng ngồi ngay cái bồ đề đó đâu còn. Bây giờ những cái bồ đề con không à, thí dụ cây bồ đề nó mấy ngàn năm cây bồ đề nó cũng chết thôi. Thì ổng nói tâm như minh cảnh đài, tức là tâm ổng sáng suốt như vậy đó, phải không? Đó, thời thời cần phất thức, phải lau chùi, giặt sử nhát chẳng ai. Thì hôm nay ông Lục Tổ mới nói đó là bồ đề bổn vô thọ, chừng nào không có cây bồ đề mới là thọ. Còn hôm nay có cây bồ đề cũng là thọ. Thì trên trái đất này chúng ta cũng vậy, trái đất này cũng dài cũng sẽ hủy diệt thôi. Ai có nói là không hủy diệt thì chứng minh khoa học cũng là nói là chứng minh trái đất chúng ta cũng phải hủy diệt. Bởi vì chúng ta là trái đất chúng ta là nó còn phải ô nhiễm môi trường này kia nọ, thành thử ra trái đất chúng ta cũng sẽ hủy diệt thôi. Đó, nhưng mà không biết ngày nào, bởi vì đây là của trời đất. Quý vị thấy bây giờ, quý vị thấy không? Bây giờ quý vị là ra động Bông Nha, động Thiên Đường, hay là quý vị mà lên trên Hà Tiên, quý vị thấy là những cái hang mà hang cá sấu này kia nọ. Quý vị